đám cưới các bạn. Nay mình đi quay cái đám cưới tân hôn đi rước dâu các bạn. Để mình chọn ít phút phóng sự cho các bạn xem trải nghiệm của cái phong tục đám cưới ở quê mình ha. Lễ tân hôn bên nhà trai này trang trí từ ngoài rạp cho tới trong nhà cũng đẹp lắm các bạn. Trên bàn thờ gia tiên trang trí cũng đẹp. Trong gia đình cũng chuẩn bị mâm quả để chuẩn bị để giật mình đi rước dâu. Giờ bà con cũng tập hợp muốn đầy đủ các bạn, thì chuẩn bị mình đi rước dâu. Giờ chuẩn bị trao quả các bạn, trao quả cho mấy đứa thanh niên đó, đem quả mình qua nhà gái mình đón dâu. Chú rể đẹp trai các bạn. Xe cũng tới đầy đủ rồi, giờ mình chuẩn bị đi rước dâu các bạn. Đây, nhìn thấy trời gái nè. Rồi, mở cửa vô kênh, rồi vô kênh. Nguyên cái đoàn xe đi đón dâu nhìn đẹp quá các bạn ha. Xe đón dâu chạy trên đường làng cũng đẹp các bạn. Đây là tới đường vô nhà gái rồi các bạn. Tới nhà gái rồi. Đi qua cây cầu cũng đẹp các bạn. Quả sát chú rể hai đứa bên dịnh vô. Người nhà trai trao quả cho nhà gái các bạn. Dịnh luôn nha. Rồi nhìn lên. Anh hỏi là gái. Được sự đồng ý giữa đôi thông gia và chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt đến đây làm lễ thành hôn của hai cháu. Được biết ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4 âm lịch
năm Canh Tý nhằm ngày 11 tháng 5 dương lịch 2020. Mọi nhà trai chúng tôi đến đây để làm lễ thành hôn cho cháu Phạm Hiếu Sơn Duyên từ Diễn Vi, với sự tham dự đông đủ cô bác anh chị họ. Trước hết cô dâu ra màn các bạn. Rồi lấy chiếc nhẫn ra đây, lấy chiếc nhỏ đây. Và tới cái phần chú rể đeo nữ trang cho cô dâu các bạn. Cười lên. Con ngã vô cô dâu nhẹ nhẹ thôi, đừng vừa. Ờ đó. Hai bên cùng ly cái nha, hai họ mình cùng ly. Nhìn lên dâu rể. Rồi chạm luôn. Rồi uống mừng cho dâu rể đi mấy anh mấy chú. Rồi đó, giờ cô dâu chú rể mời rượu cho mấy cô bác uống mừng cho hai đứa đó các bạn. Hai bên cùng ly cái nha, rồi cùng ly cái. Khỏi cùng đi. Ông chú gái nhìn mình đây nha anh. Đúng rồi, nhìn đây, nhìn đây nha. Rồi hai chú bước tới cùng ly nè. Đó. Rồi cô dâu rể nhìn lên đây nè, cái nhìn lên đây. Rồi chạm luôn. Sát vô. Rồi nhìn lên, nhìn lên đây chị hai, cho đẹp chị hai nhìn đây. Dạ. Rồi mời hai bà chú bước cùng ly. Cùng ly cái nha. Dâu rể ngó lên nha. Cô dâu ơi. Rồi. Rồi chạm luôn. Rồi mời hai chị uống đi. Rồi. Ờ, móc lên. Đó, đúng rồi. Đây. Đó vậy đó. Rồi trao quá. Dính nha, thẳng tay ra. Và gái trả quả cho nhà trai. Rồi, cười lên. Để mình đón dâu về nhà trai các bạn. Rồi, mấy cô áo vàng vỗ tay giùm tôi nha. Chú rể không cô dâu cái nè. Rồi. Không cô dâu cái, vỗ tay mấy cô áo vàng ơi. Rồi dìu cô dâu bước tới luôn chú rể ơi. Dìu cô dâu bước từ từ tới luôn. Kinh cạn khô luôn. Ở quê mình chưa có giọt mưa nào các bạn. Kinh còn khô queo. Từ từ đứng xếp lấy cây cầu. Nhìn lên hai đứa. Nhìn lên. Đó. Rồi hai đứa nép qua mé cho mấy ông lớn đi. Mấy cân đi chung với quả dâu rể. Rồi bước tới luôn. Rồi, cô dâu vô trước Hiếu ơi, cho cô dâu vô đi Hiếu ơi, cô dâu vô. Rồi, được rồi anh. Rồi, vô luôn Hiếu. Vô đi Hiếu. Ra luôn cô dâu ơi. Đón dâu về tới nhà trai rồi các bạn. Bên nhà trai chuẩn bị làm cho hai đứa làm lễ ông bà các bạn.
sáng ngày cuối đời. Rồi đưa cháu nó nè. Rồi đứng. Rồi nhìn lên. Đó. Rồi. Làm lễ xong rồi ra nhà hàng Trầu Cao ở thị xã Gò Công các bạn. Để tiệc ngoài đó. Rồi. Các anh chị. Cũng qua nhiều Trầu Cao. Đây là dốc cầu Long Chiến thả xuống nè. Đây là khu vực chợ Gò Công các bạn. Đây là đền thờ Trương Định các bạn. Đây là đường phố của thị xã Gò Công các bạn. Trường đường đi mình quay ít phút cho các bạn trải nghiệm. Mình tới cái ngõ vô nhà hàng Trầu Cao rồi các bạn. Đây là cái khung viên bên ngoài của nhà hàng Trầu Cao nè. Họ chuẩn bị tiến vô cái sảnh của nhà hàng Trầu Cao các bạn. Bà con đang chờ tới 11 giờ mới làm lễ các bạn. Thank you.
giờ bắt đầu làm lễ trên sân khấu của nhà hàng các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về nơi Tân Lan và Tân Giai Nhân, đó là chú rể Nguyễn Trọng Hiếu và con dâu Dương Thị Diễm My đang tiến vào một thiên đường thanh niên chơi. Dùng tiệc xong rồi giờ ra về các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo mình trải nghiệm cái rước dâu phong tục của quê hương Gò Công mình đó các bạn. Tạm biệt các bạn.